giới truyền thông Ả Rập đưa tin rằng Nga sẽ thành lập quân đoàn châu Phi để gia tăng ảnh hưởng và quyền kiểm soát của Moscow với châu lục này. Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch tạo ra trong tương lai gần một cơ cấu riêng biệt để hợp tác kỹ thuật quân sự và điều phối sự hiện diện quân sự trên lục địa châu Phi, gọi là quân đoàn châu Phi, Russian Africa Corp. Điều này được truyền thông Ả Rập và các nguồn thông tin khác đưa tin dựa trên dữ liệu về những thành công quân sự của chính phủ Mali trong hành động liên minh với các chuyên gia Nga truyền thông ả rập đang nói về việc nga thành lập quân đoàn châu phi lực lượng này sẽ giúp các quốc gia trên lục địa đen bảo vệ chủ quyền của mình và chống lại ảnh hưởng thuộc địa mới của phương tây vốn đang làm cạn kiệt tài nguyên của họ hiện nay các nước phương tây đang mất dần vị thế ở sahel khu vực trải dài năm nghìn chín trăm km ba nghìn sáu trăm bảy mươi mi từ đại tây dương ở phía tây tới biển đỏ có liên quan tới hàng loạt nước như Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Algeria, Niger, Nigeria, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Sudan, Nam Sudan, Eritrea, Ethiopia và các khu vực khác. Một làn sóng lật đổ các chính phủ thân phương Tây quét qua các nước châu Phi, vốn chỉ được nhớ đến vì nạn tham nhũng khủng khiếp và tình trạng vô pháp luật. Kể từ năm 2020, giới quân sự đã tổ chức thành công các cuộc đảo chính ở 7 quốc gia, thậm chí ở Mali và Burkina Faso đã diễn ra tới hai lần. Vì vậy, từ cách đây vài năm nhiều chuyên gia đã bắt đầu nói đến mùa xuân châu Phi lập nên những chính phủ mới không thân phương Tây. Nhưng ngoài việc tìm kiếm sự hỗ trợ đẩy lùi dịch bệnh, xóa bỏ nạn đói, các chính phủ mới cần sự hỗ trợ toàn diện để chống lại hiệu quả những nhóm khủng bố, các phe phái ly khai, lực lượng lính đánh thuê, đặc biệt là áp lực từ các quốc gia láng giềng vẫn do phương Tây kiểm soát. Việc chính thức hóa sự hiện diện quân sự chính thức của Liên bang Nga ở châu Phi đã âm thầm diễn ra trong suốt thập kỷ qua. Trong thời gian gần đây, vấn đề này đang bắt đầu được công khai. Hiện nay, các chuyên gia quân sự cả chính quy lẫn tư nhân của Nga đã đến thăm Libya, Burkina Faso, Cộng hòa Trung Phi, Mali và một số quốc gia châu Phi khác. Theo giới phân tích, những hành động này dường như là sự mở đường cho sự thành lập một cơ cấu chỉ huy điều phối chung các lực lượng và hoạt động hợp tác quân sự của Moscow ở khắp châu lục này, với tên gọi là Quân đoàn Châu Phi, Russian Africa Corp, nhằm sử dụng lực lượng quân sự, quyền lực cứng để đạt mục đích gia tăng ảnh hưởng và quyền kiểm soát châu Phi, quyền lực mềm của Nga. Hoa Kỳ và đế quốc thuộc địa cũ ở phương Tây, ví dụ như Anh và Pháp, không còn nhiều ảnh hưởng và quyền lực ở lục địa đen. Vì vậy, họ rất lo lắng về triển vọng phát triển hơn nữa trong hợp tác giữa Nga với châu Phi, lo sợ viễn cảnh bị hất cẳng khỏi châu lục này trong tương lai. Hãy đăng ký kênh để đón nhận những tin tức mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.